Tiếp tục với tin tức thể thao, sau hơn một tháng tranh tài hấp dẫn, Đại hội Thể thao Doanh nhân Olympic 2030 đã chính thức khép lại với lễ vinh danh và trao giải cho các vận động viên ở 15 bộ môn thi đấu khác nhau. Đại hội Thể thao Doanh nhân Olympic 2030 là sự kiện thường niên do Câu lạc bộ Doanh nhân 2030 phối hợp cùng Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức. Trong buổi lễ vinh danh và trao giải, Đại hội Thể thao Doanh nhân Olympic 2030 đã trao tặng 35 bộ huy chương cho các vận động viên tranh tài ở 15 môn thi đấu. Với mục đích phát triển tình bằng hữu, nâng cao sức khỏe và xây dựng hình ảnh doanh nhân trong thời đại mới, Đại hội Thể thao Olympic 2030 mong muốn xây dựng một mối quan hệ bền vững giữa các doanh nghiệp và tăng tính giao lưu kết nối, hướng đến mục tiêu trở thành Đại hội Thể thao của giới doanh nhân toàn quốc và mở rộng phạm vi tham gia trên khắp cả nước.